Ông cứ chọc. Ông chúng tôi đẹp cả. Mình to cái trong loài ca này tệ thì xã mạng ca. Này nó có đòi vì được chúng tôi xã bởi nhá là bây mình to ca tăng thông rồi nên đòi dịp của xã tấy hay xong bình chạy chúng tôi bật thêm để chúng ta xã bởi nhá rùm trang xã bởi vì nó mục không đáng đòi mình đang rộng ní miền bề bình liền mùi vẹn xã mạng ca nơi bật ní hay nâng nơi rửa xuyên ní cần là mỏng tiền. Thank you. Sir, I hope I'm close to being finished with my questions. Just to be sure I understand your testimony, you've told us, is this correct, that you never attended yourself personally any political training at the Olympic Stadium. Is that correct? Okay, thank you. Sir, did you yourself ever witness people being tortured during the Khmer Rouge regime? Khang Saha có khang đầm bon khang cầu những vô mà đạn những mình thì những anh bên khi ông ở ban làng từ khi tôi lên khi ông còn lộp mưa bị khang cầu tăng bị say tăng bị pro côn khmer chú chú bị vô thực sự là tròn đặc cam cái những anh rất làng lưu thì phu phò vô ya vô ya côn tu dung thương ưng con say say lưu thì say ban đã pi mát bay mát bạch trip à bạn tay nhom mặt bàn tay chết đi nhom quần tay khơi tua nung này cho mà nung sum thay đau cả sum mặt rồng chun ong cha cầm sum ong cho bò okay so we can better understand where and when this was where were you when you witnessed or heard the screaming ta lột lưu sâu sầm lên sài nâng nâu còn lại nà đài nâu nâng kháng chương bột phnom nâng ảnh nâu kháng chương mình tì bệt nâu tùa mốc mình kháng chương này tùa mốc mình tì bệt cả mệt What was your assignment at that time? Ta nộp về những cái chặt tăng ở lục thừa ấy nữa thì nụ nhóm ở cái ở chặt tăng thừa ấy thế thì đọc nhóm bị ông cấp hiệp dục thì sao mà tập hiệp tài bằng cái dục nhóm ta đã chân nâng mà đồng dân chẳng đọc về nếu nhóm khơi những đó nhóm lộp mờ rô đập rực rô thì nghe những anh từng bọc từng sầy bằng đọc nhóm sư ta ta thế bộ nâng bộ kháng xã có kháng bật thiên sốc bật thiên tâm bọn kì dùm nạc lại nâng bần kào tế tế mình đang kì dô tất khắc nà tế bố nhóm kì bà chùn tập hốt ai thơm ơ chú bò Just so we have an idea of the time is it correct that this was after the fall of the Lon Nol regime after the Khmer Rouge captured Phnom Penh tao bên nâng kì bà chùn tập hốt ai bà chùn tập hốt ai mà trầm trơ mai có hòm tân đạo bàn thì trong nông bình bật bật gọt thì cứ trầm trơ trong ngày hai năm Was this before or after you were sent to do rice farming in Phnom Penh? Nông muốn rư có rồi bê để lúc cái bình chun lúc ở từ thua sài đây cái bình chun khi ông ta thừa sái cứ làm đó nông bình hài
Was that before or after you were at the location where you witnessed this security office near Khmer Hospital? Who was in control of that security office? Okay, thank you. And thank you for telling us. When you don't know an answer, just say you don't know. Sir, do you know where the soldiers or the people guarding that office came from? If you don't know, tell us. Do you know what part of the country they came from? Do you know, sir, if this office had been used for something else before it became a security office? Do you remember if this was before or after the arrest of Hoeurn? Sir, I want to read you something from E3-1593. That's a book by Ben Kiernan. And the ERNs are in English. It's at page 339, English 0067-8671, Khmer 0063-7878, French is 0063-91.
It said that between Professor Kiernan wrote, between mid-February and late April, 112 civilian officials from the zone were imprisoned at Tuol Slang. And it's clear from the context, he's talking about 1977, and the zone is the north, zone. Sir, were you aware of civilians from the north zone, over 100 being arrested between February and April 1977? Sir, on the very next page, he indicates that on the 4th of April, Sandoval officers massacred 100 troops from ONS 310 division, in one day. Were you aware of over 100 or more of your colleagues from that division being killed at Tuol Slang on the 4th of April, 1977? You've told us about participating in many battles throughout Cambodia, throughout the country. Did you ever fight in Vietnam? Okay, thank you. Just so we're clear, either before you went to the airport or after, is it correct then that you never went to Vietnam to fight in Vietnam? Do I understand you correctly? Okay, thank you, sir. My colleagues will have some questions for you. មុននេះលោកបានប្រាប់ទៅអង្គសម្ដនការពរុជាសកការីអន្តជាតិថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពលានយន្តហោះគឺការដ្ឋានពលានយន្តហោះនៅកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនលោកទៅគឺការដែលគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅគឺនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងគឺឈ្មោះទទួលខុសត្រូវក្នុងអង្គភាពខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះញ៉នៅភូមិភាគនីរដីគឺបញ្ជូនអង្គភាពខ្ញុំដែលជួបសមត្ថភាពនឹងឯងទៅធ្វើពលានយន្តហោះនៅកំព
Lok tha nyo mo pi phum phie ni rdai che neak banchun lok teu doy sa chop samasapheap ta ban nei tha mich chop samasapheap nang som lok chuay banchea. Khiem som banchea dae chuo samasapheap nang chuo samasapheap pro angkapheap khnyom đối với những vị trí hàng đam chẳng có bất thiện còn phù về địa sản tôi về địa sản thẩm ấy khi chạp ở hái cứ chẳng nhâm chỉ con trai nữa cứ nhâm chỉ chuột chỉ bị chỉ bên nông thà sản phẩm tập hiệp sai lý giải mạng chẳng khi đọ nhâm tay vừa phải liền chuyển hóa nữa cứ chỉ sách chỉ con sản phẩm tập hiệp chỗ sản phẩm tập hiệp mình lo chụp sai khăng trong hoa chỉ bò. Lục thay nho chỉ nhẹ độ lục tới hay về nắng ta miên cạch và chôm rồi còn miên cà chụp chôm bẹp na đấy bản lục đăng tha lục tới kề độ bình chun tới cà than của bông chén khi mình kỳ đỏ tới khi hai con ông gặp hiệp nứng khi nhầm xong bỏ khả năng tích nhầm ở phía chỗ mình kỳ đỏ nâng tới khi nhầm thì con xong mặt gặp hiệp nứng ao khi nhầm máu ba cặp lâu nơi bằng giáp này nơi bằng giáp dương tù cột này nông lý dịa phải chìa bì khai của mình nâng bây khai của mình nâng bộ khi nhầm chăm mình bàn lại vô dù hóa nhầm phía dài rồi đọc bình thường tới ban kỳ đọc nhóm tới thư bình liên cho khó khăn khai gặp phong chân năng đòi bật thiền từ tù khổ trời nhóm nâng cứ chung mùa nhò đọc mò bì phung phiện nế đầy xong ổ dự bò lúc thật cái hai ông gặp hiệp lũng hai tư giảng mất hai tư bật chung rạp thà chạy ca nghe rồi cổ hai từ vừa ấy đá hay chụp chung lên là cái lạnh ná khi hai khi nhầm cục non on gặp phiền nó kịp bị chung thả co sự mặt tập phiền nó cứ tới vừa bị liền vô khóc nơi khai cặp buồn chân lăng hơi nó khi chụp ói ba cặp lọc nơi băng mà già hơi cứ kịp bị chung tới vừa bị liền vô khóc mà đòn ทางประเทศนั่งกีปราบจังเองสมอคบอจากคุณจบไปแต่กี้ห้างมากองตัวประชุมนำไปปราบทาเถิดเดาะตัวกระปุกชนางนั่งมากองนั่งเป็นนั่งเบียนคณีมาหายใจประมาณเนี่ยได้ខ្ញុំប៉ាន់កាលនោះខ្ញុំប៉ាន់មិនត្រូវទេព្រោះវាច្រើនដែរ3 4 5 ឡានា CMC នឹងហើយខ្ញុំដល់ពេលនេះខ្ញុំដឹងថាក្នុងមកកងធំខ្ញុំនឹងវាមានតែ38នាក់ទេមកកងធំនឹងប៉ុន្តែវាគ្រប់កងខ្ញុំអត់បានរាប់ដែរព្រោះខ្ញុំជាកូនចៅគេដែរគេអត់បានដឹងច្បាស់លោកសាក់សីនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អាយឡ័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគឺឯកសារ E3/52/80 ដែលមាន EN ជាភាសាខ្មែរ00287/75/56 EN ជាភាសាអង់គ្លេស00/29/05/15ជាភាសាបារាំង00/33/99/27នៅពេលនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសួរលោកថាពេលលោកទៅដល់ការដ្ឋានរៀនយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងលើដំបូងតើលោកបានឃើញអ្វីខ្លះហើយលោកបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាខ្ញុំដកស្រង់មនុស្សរាប់រយនាក់ទាំងនារីទាំងបុរសដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាប់ខ្សែក្បត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទីកន្លែងបាកំ្លោកនៅបឹងប្រយ៉ាបទៅការដ្ឋានរៀនយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលលោកនិយាយនោះពួកគាត់មកពីកន្លែងបាកំ្លោកគឺនៅបឹងសាយ៉ាបជាមួយលោកនោះធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាឬយ៉ាងម៉េច
ការដែលគេបញ្ជូនទៅគឺគេបញ្ជូនមកអង្គភាពតែម្ដងអង្គភាពនេះតែមុនអង្គភាពនោះទៅក្រោយគឺបញ្ជូនបន្តបន្តគ្នាជារៀងរហូតទាំងនារីទាំងកងនារីទាំងកងយុតិជនអាចបានបញ្ជូនទៅក្នុងរយៈកាលក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គឺអត់ទេគឺតែមុនតែក្រោយតាមអង្គភាពខ្ញុំសូមអរគុណបាទ តើមនុស្សរាប់រយនាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលលោកថាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាប់ខ្សែក្បត់ហ្នឹងពួកគាត់មកពីតំបន់ឬក៏ភូមិភាគណាដែរលោកដឹងទេគឺមិនបានដឹងថាមកពីភូមិភាគណាគឺភូមិភាគណាទេព្រោះក្នុងសម័យនោះគឺគ្រប់ភូមិភាគគឺចម្រុះ ភូមិភាគដល់ភូមិភាគបូភាគភូមិភាគណាណាទីគឺចម្រុះទាំងអស់ហើយវាមានជួសមត្ថភាពជាខ្សែក្បត់ខ្សែអីនោះគឺបញ្ជូនមកដាក់ក្នុងអង្គភាពសមត្ថភាពនឹងឯងបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរចាគុណខ្ញុំដឹងថារឿងហេតុហ្នឹងបានកើតឡើងយូរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ពេលវេលាបន្តិច ថាតើលោកចាំបានទេនៅពេលខែឬឆ្នាំណាដែរដែលលោកត្រូវគេដកបញ្ជូនទៅកាលឋានកំពុងឆ្នាំខ្ញុំមិនចាំបានច្បាស់ទេដែលគេបញ្ជូនទៅមិនដឹងជាខែណាថ្ងៃណាទេព្រោះវាកាលសម័យនោះកាលនោះវាខ្វល់ខ្វក់វាលែងគិតខែគិតថ្ងៃទៅវា ថាសូមបញ្ជាអង្គការក្រុមថាកាន់កូនខ្មោចជាប់ទៅហើយវាលែងគិតខែគិតថ្ងៃហើយឲ្យតែគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើទៅឲ្យទៅរួចខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសូមបញ្ជាទៅប៉ុណ្្នឹងសូមអរយោបល់លោកសាស្ត្រីគឺនៅក្នុងឯកសារ E3/4080ឯកសារដដែលមុននេះខ្ញុំលើកយោងនោះគឺ Khmer-N00287556 ៀនជាភាសាអង់គ្លេស 00290515 និងៀនជាភាសាបារាំងគឺ 00339927 លោកបានឆ្លើយថានៅក្នុងរង្វង់ដើមឆ្នាំ 1977 មុនចូលឆ្នាំខ្មែរគេក៏បញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅការដ្ឋានកំពង់ឆ្នាំងតើពេលវេលាដែលលោកធ្លាប់ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅពេលនោះជាពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវទេគឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ 1977 បាទត្រឹមត្រូវតាមយោងតាមឯកសារលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយជុំពេលដែលលោកទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងភ្លាមហ្នឹងតើលោកស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំឬក៏ស្រុកណាដែរ ខ្ញុំសម្រាប់នៅខេត្តស្រុកបរិបូរប៉ិនសម្រាប់នឹងសម្រាប់អត់នៅក្នុងភូមិវិជិជនទេគឺធ្វើមន្ត្រីធ្វើផ្ទះនៅក្រៅពីវិជិជនទេហើយប្រលានជនហោះនឹងឯងប៉ិននៅក្នុងស្រុកបរិបូរខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រទេសនឹងសូមអរ ចុះពេលដែលលោកទៅដល់ព្រៀងនោះស្ថានភាពនៅការដ្ឋានកំពង់ឆ្នាំនោះគេបានកសាងដល់ដំណាក់កាលណាដែរហើយប៉ុន្មានភាគរយដែរលោកចាំបានទេកាលដែលខ្ញុំទៅដល់ព្រៀងយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំនោះដំណាក់កាលដែរ ពួកគេកសាងហ្នឹងប្រហែលជា2%ទេទឹកតែគោះដីកាប់ដីរើសដីហើយអង្គភាពខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យសម្អាតដីខាងដែលអត្រារុញដីទៅហ្នឹងឲ្យរើសឈើរើសអីហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងឯងដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំសូមអរគុណបាទ
cho chạy sẽ đánh nơi bê tài tự đo lọc bông chân năng nâng. Nên nà chìm nạ bánh chạy càng nghe lục thua hay lục thua với khách lạc. Tự đo liên dân hoa cặp bông chân năng nâng cứ bật thiên cực cồng khiêm nâng bật thiên bà thà con tô nâng cứ khiêm chăm cứ chăm chăm là bê kì tự tu bọn mình chia bị thân hạ lừa mà nâng cứ kì vô bọn mình chia nâng cho mình chia khiêm thạp phụ dưỡng kì áo ý tư mục sở nhà khàng sạm mát đầy khàng rư chơ khàng chai đầy bằng hạp áo ý sma nâng kì chạy tạm mục sở nhà tạm ca nghe tạm ổng cập hiệp rình khu nâng xùm rau dịp bò nâng xùm ổng. Chúc các bạn trai càng nghiên cứ lúc đầu thư mình ấy có mình chỉ cồng chỉ bụ đá rồi có dạng mấy hay mà cồng và sân mà cồng mà nè. Cứ cái bạn trai tại thư chỉ còng. Mà có những mà con tôi những bia miền chùm nôn mía xàm sắp của mùi nè. Hồi không mà có một miền phi tần đọp nè. Chẳng từ đó nó thiền con cái chạy tới tam cổng pin đọp nè. Tới cổng nè tới rư, cái lại nó tới cổng nè tới chai, cái lại nè tới. Nên xong bà đoàn tếp nè xong ổn cho bà. Chào cún. Nó không ai cả xa. Cái cây sầm phe là bao lâu cho mỗi nàng nhận sự đồng kết cứ ai cả xa ở bay slack hàng sập kỳ bảy sập nơi tròn yên chưa biết sạc máy son son là phải làm bay chặt sập ram hàng sập làm tí yên chưa biết song lấy cứ son son là phải làm bún son ram đập làm muối yên chưa biết sa bà ráng cứ son son sam sập bay cài sập làm bún là phải làm bay nơi bên này nhận sự đồng kết su lô làm tí thành phiệp càng nghe là bỏ hộp chọc nàng bay về liền vừa ca nơi bình dương hoa cặp bông chân nắng nó dạng bạch tới độ ban chỉ lòi thả hình gọi sóng ca nghi miền ca lủng bạ dạng khàng lòi tới tam đán chia bờ chằm vì cua kê chào dương chọc xài bọt bà sân chỉ dương vừa ở bạ chọc khôi bóng kỳ rưu ôp cọp xem xén nâng tới kê bọc sầm ạt lòi kê chào dương tha chỉ mắng nâng tới chập khuôn mình chập cả đọt sóng nâng trong số lục thả nơi bê đại lục này dây tha bê thưa ca miên ca tam đan chưa bởi chám nữa ta nẹ na chỉ nẹ tam đán hay nẹ tam đán nó cứ một bình nào đấy cứ nẹ tam đán cứ mê con tập tu khô trời không con và sanh này về hiểm sung o cún để bàn bị chết cứ tam trời. Cứ tam đán mi con này ngày bờ sân na về dương hơi thưa bạn bằng kỳ bạn chọp anh ấy kỳ cho dương chiếc xe mang bằng cóp bằng plain bạn đi vượt bao kỳ từ ao cá đi mình cá đi chấm ra nông bạn đi vượt bao kỳ chương kỳ tam đán chỉ phải chậm hơi bằng ô ná đè miền chư cát đôi chỉ cơn đôi chia nghe ấy bởi dương ở tại thứ cô kỳ tạm là đá hỏi khi mình ao hộp là bọt nâng cục luôn đi thả ở thì họ bay mà cha nâng rồi khi ao cục mà cha nâng thì đó nơi sau tại là chàn thì chẳng khi mình ao dương hộp cục thì bởi dương ở bàn thì chốt tại thứ bồ cam chẳng ca hộp chốt để nhâm tại thứ bởi liên dương hoa nâng miên ca là bạn chân bài sẽ tập bài vua ai mong mong pram các bạn ơi ơi là ơi mà đo lâu mà đo hơi thì ơi thật thư cả po là cắm xuân tu tết miền ca là bạn bị thân nhiệt lạnh xong đo tết xong ở bờ lúc tham mê con chỉ nhẹ tam đàn ta mẹ con quạt trời thưa cả đá rồi quạt còn để cho diêm cam đã mây mơn rồi nè thưa cả thì
ក្រោយពីមេកងមានកងតបខ្មែរក្រហមមើលបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដែរទេ បាទ គឺមានបទបញ្ជាមកពីខ្មែរក្រហមនឹងបញ្ជាពីលើមកបន្ថែមពីលើមេកងនឹងទៀត ហើយមីកងហ្នឹងបើមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមទេក៏គឺចោទថាមីកងហ្នឹងក៏ជាខ្មាំងដែរខ្ញុំអស់ច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើនៅកន្លែងការដ្ឋានដែលលោកធ្វើការហ្នឹងមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាជាតិហ៊ានខ្មែរក្រហមគាត់មាន ឯកសណ្ឋានឬក៏មានអាវុធឬក៏ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់អីប្លែកដែលលោកមើលទៅងាយស្រួលក្នុងចំណុចគាត់សម្គាល់ដែលខុសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះទេ បាទក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺមិនដែលឃើញទួបទេ ចំណែកខាងខ្ញុំឃើញទាំងនារីទាំងយុវជនឃើញព្រឹកឡើងឃើញទេបកីមួយចប់មួយបកីមួយចប់មួយរៀងរៀងខ្លួនតាមអង្គភាពតែសាច់ទួបគឺអត់មានឃើញទេខ្ញុំអស់ច្បាស់ចុះការស្លៀកពាក់របស់អ្នកដែលទៅធ្វើការនៅការដ្ឋានហ្នឹងហើយនឹងមេកងហ្នឹងគឺសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាឬក៏មានអី ងាយស្រួលក្នុងការកក់សម្គាល់ថាគាត់ជាមេកងអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើកាយតែទេបាទគេមេកងគឺសម័យនោះគឺជាតួនាទីជាកម្មាភិបាលគេមានតែអាវខ្មៅកប៉ាល់4ហើយមុខកម្មាពាក្យកលកនេះជាសញ្ញាសម្គាល់របស់គេ ខ្ញុំអស់ច្បាស់ជុះបជាពលរដ្ឋធម្មតាឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ខុសផ្លៃពីមេកងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ស្លៀកពាក់អីកាលដែលសម័យនោះវារំដោះ ភ្នំពេញហើយវាខោអាវវាចង្ការអាវខ្មៅខ្លះទៅខោកកីខ្លះហើយដែលខោអាវសេះសល់ពីទាហានលួនណុលហ្នឹងក៏ខ្លះក៏គ្នាយកទុកទៅអញ្ចឹងការលេងពាក្យហ្នឹងវាចម្រុះគ្នាបាទខ្មៅទៅចង្ការរែងកកីទៅខៀវកកីខៀវទៅអានឹងវាចម្រុះគ្នាវាអត់ទៀងទាត់ខ្ញុំសូមអស់ច្បាស់ នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅការដ្ឋានលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនោះតើលោកនៅចាំបានទេថាមានអ្នកដែលជាអ្នកធ្វើការនៅការដ្ឋានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរ 100,000 ក្នុងដំណាក់កាលដែលធ្វើ នឹងវាមនុស្សបើនិយាយសរុបមនុស្សខ្ញុំតាមការ
khởi về mình men ruột buồn đấy về chỗ nông mờn bàn tay khi mình chăm mình bàn đăng cho ba thà bao màn buồn bao màn mờn đấy bàn thà chỗ nông nông mờn đó rồi mình nuốt trán đó những sầm ao cho bò cho lúc tham mình đã vượt qua nơi cả thang gặp bông chân nắng chỗ đó rộng mơn nhẹ nó ta bộ quạt tới vừa ấy là cả là than nữa bộ quạt để tay nó cứ tay thư tập lên cho họ tập mồi từng từng ngóc này nữa còn còn là than này ông gặp việc khó khó này khá tới ông gặp việc khá tới khung thmo tới ông gặp việc khá tới tới rib cứt từ bằng hấp đây từ cướp ăn cái phe cướp con chạy một nhà riêng luôn xong ăn cho bò cho mình được rộng mơn nè đài từ phương ca nơi biển dân họ nốt cọt miền thành nạn và phe nào đấy chia và chia bộ loại thầm đá chia cả sẽ có chia thể hiên rồi có chia cam mà co đấy làm bò bị sạo lục toán cứ để đọ tới cứ miền đọ về vị trí chuẩn thế cứ nari cứ đọ về ông cấp hiệp tham tới ông cấp hiệp sao mai nó ông cấp hiệp nari khá có miền này không ông cấp hiệp tua tới nari khá để chỗ sao mai cấp hiệp tới này không người ta hai ta sao mai nó cái hai tháp chụp ông hai tháp đi nịch cam về nịch cam bảo vệ nó đó mà hàng những khá tư hàng ông cấp hiệp khá tư vận tài bộ sạch vị trí chốn cứ ăn miên cho bụng cho bò cho mùi tuột mình tè vì sốt để tuột từng ăn hàng ngày xong ăn cho bò lúc tha mình nuôi rộp mơ nẹ nắng cứ miên độ khá mà bị ông cấp hiệp hay về tạo đó cấp bụng cho nắng khuyên trong đơn tha phụ quát miền tây tập kiếp chỉ còn to chỉ thần nạn na mùi phần tai nơi pê đã tự đo cả than của bông chín nắng rồi ta phụ quát nơi miền tu này ti được thần nạn tận đá rứa cô nơi không sợ than kiếp sền và bia ăn miền tu này ti vậy thế bia tu nơi không san tập kiếp và chỉ chuẩn chỉ sa mạnh ở miền tu này thì thế đang tập rất lớn, tập thôi cả ly chọp, tập thôi cả ăn cơm hiệp na, tập tu một ngày ấy, tập thôi một ngày đang tập ở miền tu này thì tầm này ấy chỉ sức chỉ tuột chỉ ấy tập thì xong ăn cho bò. Chào cún, nơi trong ai cả xa đề muối chọi bấy chọi xám sập muối chọi xám sập bún. Yên chưa được sắc mai cứ sôn 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 tí sôn phám cá sấp đỏ cá sấp muối yên chưa được sang lấy cứ sôn sôn bẹt sấp làm tí hoặc sấp làm đập muối chưa được sang bà ráng sôn sôn bẹt sấp làm bún mà phê làm muối hai sấp làm bầy nơi pê đai bộc lực nhưng như vậy yên chưa được sang lên đang bà ráng mà đón tiếp yên chưa được sang lấy cứ sôn sôn bẹt sấp làm tí hoặc sấp làm đập muối yên chia bia sa ba rang sôn sôn bẹt sập rầm bún mập hay rầm muối hà sập rầm bầy nơi pê đại bộc lực rộp bò mà chăm mình đồ lại cả sa cam bị chia xô lục thà chốt ca nâng từ thưa ca nơi cả bông chăng nâng cứ kê nơi mình to chậm mình nút tiệt tế lục ban chlau chia muối nâng bộc lực rộp bò mà chăm mình đồ thà nhầm đỏ sóng nơi tại chậm mình nút tiệt nè na tô trời ngôn ở bên chun tự đặt cả lái so nó sọc tê đội bóng tha bà tô cầm rật đại kê nơi cầm bông tam đán cứ bên chun tơ cả lái nâng hải hai nè đại sầm phiền nó và to xua lục tha hai nè đại kê bên chun tơ cầm bông năng nâng cứ sọt tai chi nè tô tiếng ơ lục lòi tha bạt nè tô tiếng ơ mình chọc cả đỏ sóng nhưng trong xua lục tha nè tô ngôn đại lục này dây tha ở bên chun tư mình ti son là sọc tên nữa ta
គេ បញ្ជូន អ្នក ទោស ធ្ងន់ ហ្នឹង ទៅ កន្លែង ណា ហើយ ទៅ ធ្វើ អ្វី ដែរ បាទ ដែល គេ យក អ្នក ទោស ធ្ងន់ ហ្នឹង ទៅ ព្រោះ យើង ជួប សមត្ថភាព ជា អ្នក ទោស រួច ស្រេច មក ហើយ អញ្ចឹង ដល់ បើ យើង ធ្វើ ឧទាហរណ៍ ដល់ ខ្ញុំ ដូច ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ថា អ្នក ខ្លះ ធ្វើ បាក់ ចប អ្នក ខ្លះ ធ្វើ បាក់ បង្គី អ្នក ខ្លះ ធ្វើ ខូច សម្ភារៈ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង គឺ គេ ចាប់ ហើយ គេ អត់ បញ្ជូន មក មន្ទីរ សន្តិសុខ ទេ គឺ គេ បញ្ជូន គឺ ទៅ កន្លែង អង្គការ គេ តែ មួយ នឹង ឯង គឺ បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង សូម អស់ របស់ លោក ខឿន ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ គេ បញ្ជូន ទៅ កន្លែង អង្គការ គេ ដើម្បី បញ្ចប់ នឹង មាន ន័យ ថា យ៉ាង ម៉េច trong việc bình chấp nhưng trong bình chấp thà kê sầm lạp nâng cả lại nâng ai thì ọt mình dô ta cắt tù huy này này tê tê tại cả lại ông ca kê nâng nó xong ọt dù bò chỗ này tôi không rất xa là lúc hai cây có bông tam đá nâng kê thua dòng bạch tử tôi không rất xa kì ao thưa ca nghe bị chăm thằng ấy nữa thì mình ao hộp chọc cục cuôn kì ao thưa ca dục kì ao thưa ca lược mau anh ấy kì cặp ông thật đàm đà nói kì tôi cầm rạch xa kì mình tuần thì bò cầm rạch muốn lúc khiêm lược hàng đàm chẳng biết thì dương thực bạc khôi khát xong và điện kì mình chỉ chọc đôi chứ bằng kì sẽ nó sẽ tại dương miền tu hơi hơi dương đà ha ở tham mình group và group ong kai bên này bỏ kê nó cứ kê sẽ để tạm đàn này ở dương đây kê ao cặp ung thư ca hộp chọc mình group của nó thì nơi tu cầm rệt nguồn thế cầm rệt ra thế nên xong bỏ lúc của ba mình chuyện đá đôi được nhiều bạn đọ xóm lục hà nè đại bình chun tơ gặp bông chín nắng cứ sập tai nè tô thằng o hai đứa bay ban chỉ luôn là dây tha nè đại bình chun tơ gặp bông chín nắng sập tai chỉ nè tô ta nè tô nó tô cầm rất xa rồi co cầm rất ngon rồi co tặng tí khi ông ban bị chết tha nè bình chun tơ gặp bông chín nắng ngon rực là anh prap អ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារខ្ញុំថាអ្នកបញ្ជូនទៅធ្វើពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងគឺសិតតែអ្នកជាប់សមត្ថភាពមិនល្អវាប្រើដូចជាថាកងណាកងណាដូចជាទៅកងទៅឃុំថ្មឬភ្នំអញ្ចឹងទៅជួនកាលធ្លាក់មកស្លាប់ទៅជួនកាលចុចអរ៉ែងឲ្យផ្ទុះទៅថ្មវាខ្ទាតត្រូវស្លាប់អានឹងសិតតែជាប់សមត្ថភាពមិនល្អអញ្ចឹងវាប្រើអត់មានបច្ចាណាអត់មានគិតទេព្រោះយើងវាចាត់ទុកជាអ្នកទោះរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាធ្វើបាបយើងនឹងធ្វើកបាបបាបតាមរយៈពលកម្មខ្ញុំឆ្លើយនឹងសូមអស់យោបល់ចង់សូមអរគុណគឺនៅត្រង់បទសម្ភាសដដែលហើយលេខ EN ជាភាសាខ្មែរនោះគឺ0002 0592 EN ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ00876513 ជាភាសាបារាំង00892659 អ្នកដែលធ្វើបទសម្ភាសនោះបានសួរលោកថាហើយនៅកន្លែងជុំវិញការដ្ឋានកំពង់ឆ្នាំងនោះមានកន្លែងដែលគេសម្លាប់មនុស្សអីទេពូលោកបានឆ្លើយថាការសម្លាប់មនុស្សមានដែរអ្នកដែលធ្វើការមិនល្អត្រឹមកម្រិតយុវជនវាបញ្ជូនទៅមិនដល់ទេវាសម្លាប់នៅខាងលិចកំពង់ឆ្នាំងនឹងខាងលិចពលានយន្តហោះនឹងគេបន្តសួរលោកថានៅភូមិអីលោកឆ្លើយថានៅត្រង់នោះអត់មានភូមិទេនៅកន្លែងនោះសុទ្ធតែព្រៃខ្ញុំបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំសួរលោកថាតើព្រៃ
ដែលនៅខាងលិចពលានយន្តហោះដែលជាកន្លែងគេសម្រាប់មនុស្សនោះលោកចាំបានទេថាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកណាដែរបើសិនមកលោកមិនអាចចាំភូមិ bà khiom phum khiom mình chạm bàn thế bàn chắc khiom khiom chạm từ sọc nông sọc bò bò khay phong chân anh này tại nông phum nông bì trong bàn na trong bàn na chúng ơi mỗi khiom ăn có đại bọc nhiều nhẹ tới bị chấm ngay là chốt cái lái đại lúc tha nơi kháng lệnh phải liên duyên họ có phong chân anh đại chi cái lái kia làm một nút nữa nguyên chấm ngay và hai chia bằng màn ពី កន្លែង ដែល លោក ធ្វើ ការ នៅ កំពង់ ឆ្នាំង នោះ ប្រហែល ជា មិន ឆ្ងាយ ប្រមាណ ទេ វា ឆ្ងាយ អស់ ប្រហែល ត្រឹម 1 គីឡូ ទៅ កន្លះ គីឡូ ហើយ ខ្ញុំ ប៉ាន់ ស្មាន វា មិន ត្រូវ ដែរ វា ក្នុង ព្រៃ វា ឲ្យ ខ្ញុំ ក៏ គ្មាន ពេល ឱកាស នឹង ថា តាម ដាន គីឡូម៉ែត្រ អី ចម្ងាយ ប្រមាណ ថ្ងៃ ប្រមាណ គឺ អត់ មាន បាន ដឹង ទេ សូម ប្រាន ទេ នឹង សូម អស់ ចា ចុះ ហេតុ អ្វី បាន ជា លោក ដឹង ថា កន្លែង នោះ ជា កន្លែង សម្រាប់ មនុស្ស បាទ ខ្ញុំ ដឹង ថា កន្លែង កន្លែង នឹង បាន ខ្ញុំ ដឹង ថា កន្លែង សម្រាប់ នោះ ព្រោះ វា tại chấp vì nôm tại cái này ngay tầm bọn này ngay nhưng bạn đắng hai nhưng bạn khơi tập bên đằng sông à như vậy lục bạn đắng hai bạn khơi là to tự đo cả lại nụ đa được thế ខ្ញុំ បាន ដឹង ហើយ ខ្ញុំ មិន បាន ទៅ ផ្ទាល់ ទេ ប៉ុន្តែ គ្រាន់ ខ្ញុំ បាន ដឹង ព្រោះ វា ថា តំបន់ ហ្នឹង អត់ មាន ឲ្យ អ្នក ណា ដើរ ទៅ កន្លែង ហ្នឹង ទេ ព្រោះ កន្លែង គី លាក់ការ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន យល់ ហើយ ស្វែង យល់ មួយ ដែរ មិត្ត យើង ខ្លះ ក៏ ថា ដែល យើង ជិះ មិន ឲ្យ ទៅ កន្លែង ហ្នឹង គឺ កន្លែង គេ សម្រាប់ មនុស្ស ហើយ គី លាក់ការ មិន ឲ្យ យើង ទៅ ទេ គឺ វា ខ្លាច បែកការ របស់ វា chứng mình ao dương đa từ cái lại chỉ vật chụp ảnh cái lại nâng kê nâng xong nhập đăng tập nâng xong học chụp bò cho luôn mình đăng pi đặc biệt này ca sầm lạp mà nuôi thế ta kê sầm lạp đâu đặc biệt ná và khiêm tam ca đăng lộ bia về sầm lấp cứ miên sầm lấp nên ấy thế vì bia do tới miên tại bia vay một bông chọp hay nên chơi nên phần nâng rồi bia sầm lấp lệ cả đấy rồi bành gặp lương tới vì lưu một cây phố bay cả thì nông bảo phía những bia sầm lấp đấy vay hay bông chọp nên đầy phơi tay phơi đầy xin thì từng kia đầy ấy khi mình tạm cả khi mình đăng là phần nâng ប្រធានបទចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកធ្លាប់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយបើឃើញឃើញអ្នកណាខ្ញុំកាលសម័យនោះដែលខ្ញុំរស់នៅ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលដាច់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកតាខេសំផនគាត់ក្នុងនេះគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយឃើញច្បាស់ជាងគេតាអៀងសេរីហើយទីប្រាប់ថាណោលោកតាអៀងសេរីហើយនេះនេះលោកតាខេសំផនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្លាប់បានដំណាក់ដំណងចិត្តអីជាមួយគាត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទីពីចម្ងាយទេខ្ញុំសូមអរជាបល លោក ឃឿន លោក បាន ឆ្លើយ ជាមួយ នឹង អ្នក ស៊ើប អង្កេត នៅ ក្នុង ឯកសារ E3/5280 គឺ EN ជា ភាសា ខ្មែរ 00287558 ជា ភាសា អង់គ្លេស 00290516 ជា ភាសា បារាំង 00331
លោកបាននិយាយថានៅចុងឆ្នាំ76ផ្លូវយន្តហោះរត់បានស្ថាបនារួចខ្ញុំឃើញគិវសំផនជិះឧធំភេកចៈមកពិនិត្យការដ្ឋានពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនៅប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកដោយគាត់ពាក់អាវទេតរងខ្មៅនិងខោខ្មៅនិងមានជនជាតិចិនម្នាក់មកជាមួយពេលនោះខ្ញុំឈរចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រពីកន្លែងឧធំភេកចៈចុះចតគាត់ពិនិត្យមើលកម្មកតធ្វើប្រលៀន បញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនោះលោកឃើញលោកខៀវសំផនប្រមាណដងហើយឃើញនៅក្នុងពេលណាឬក៏នៅជាមួយអ្នកណាដែរ បាទកាលនោះខ្ញុំឃើញគាត់តែម្ដងទេ ខ្ញុំ ពេល នោះ ដែល ខ្ញុំ ឃើញ ខ្ញុំ ចេញ ទៅ ធ្វើ ការ ធ្វើ ការ ដល់ ពេល ថាំ ពេល ចាក់ ចោះ កូន នោះ គ្នា ឈរ ទាំង អស់ ក្នុង អង្គភាព ហ្នឹង ក៏ មិត្ត យើង ថា នៅ ដាល់ ខ្ញុំ ខាន់ ហើយ គាត់ មក ត្រួត ពិនិត្យ ពលាន យន្ត ហោះ ដឹង តែ ការ អ្វី អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ទៀត គឺ ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ទេ ខ្ញុំ បាន ដឹង តែ ប៉ុណ្្នឹង និង ឃើញ តែ ប៉ុណ្្នឹង ខ្ញុំ សូម អស់ យោបល់ ຕ້ອງនិយាយថាលោកឃើញខៀវសំផនឈរចម្ងាយប្រហែលពី50ម៉ែត្រពីកន្លែងឧធំភិកចៈហ្នឹងតើពេលហ្នឹងខៀវសំផនពុងធ្វើអ្វីហើយលោកពុងធ្វើអ្វីដែរហើយសកម្មភាពពេលនោះយ៉ាងណាដែរសូមឲ្យលោកជួយរំលឹកដល់ស្ថានភាពពេលនោះកាលនោះខ្ញុំតែបំពេញការងារគឺដល់ពេលគាត់ចុះគឺមេកងថាឲ្យ អត់ឲ្យជួយទេគឺឲ្យចូលនៅម្ដុំឲ្យស្ងៀមហើយគាត់គាត់ចុះវាធម្មពីចាក់គាត់ថាដើរត្រួតមិត្តមើលលើពលានហ្នឹងតែក្នុងកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងគេរបស់គាត់គឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេអស់យោបល់ចុះលោកមានធ្លាប់ឃើញមេដឹកនាំដតីទៀតក្រៅពីលោកខៀវសំផនទេនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើការនៅពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង បាទມັນដែរឃើញទេឃើញតែគាត់តែម្ដងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតែជាមួយចិនគេជំនាញថាខាងគេធ្វើបច្ចេកទេសយន្តហោះហ្នឹងធ្លាប់ឃើញតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមអស់យោបល់ខ្ញុំចង់សួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកក្រុមដែលធ្វើការនៅកំពង់ឆ្នាំងជាមួយលោក នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងតើលោកធ្វើការក្នុងមួយក្រុមមាន 12 នាក់នឹងរហូតឬក៏មានការផ្លាស់ប្តូរបែងចែកដែរផ្សេងពីនេះដែរ បាទការងារដែលធ្វើ ក្នុងពលានយន្តហោះហ្នឹងមានដូរដែរ ជុងការពី ឈប់ឲ្យឆាយដីទៅគេឲ្យទៅកាប់ម្ដាយទៅឈប់ពេលឲ្យកាប់ម្ដាយទៅគេឲ្យទៅថាកាប់បលាយទៅការងារវាច្រើនស្រេចនឹងគេផ្លាស់ប្ដូរហើយរួចរូបខ្ញុំស្រេចនឹងមេគេបញ្ជាឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងតែតាមបទបញ្ជារបស់គេខ្ញុំសូមអរគុណ លោកសាក់សីនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃ កាយឡាយសច្ចក្រមសិបអង្កេតសួររួចសួរលោករឿងបាត់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងក្រមរបស់លោកផ្ទាល់ពេលលោកនៅពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងគឺនៅក្នុងឯកសារ អ្នកសិស្សអង្កេតសួរលោកថានៅក្នុងក្រុមរបស់លោកមានការបាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណអ្នកលោកឆ្លើយថានៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមានមនុស្សដល់2នាក់បានបាត់ខ្លួនខ្ញុំបានចាំឈ្មោះភៀបនិងឈ្មោះសឿនត្រូវគេចាប់ដោយសារខុសព្រោះលួចបេះស្លឹកថ្នាំដែលដាំដោយខ្លួនឯងយកទៅជក់ហើយគេចោទថាក្បត់ខ្ញុំបានឃើញគេចាប់អ្នកទាំងពីរនោះចងស្លាប់សេក
ុន្តែមិនដឹងគេយកទៅណាទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនោះមកពីណាហើយធ្វើការជាមួយលោកនឹងបានរយៈពេលប្រមាណដែរបានគេចាប់គាត់យកទៅបាទគឺចម្លើយនេះគឺត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមអរគុណធ្វើការបញ្ជូនទៅនៅជាមួយអង្គភាពជាមួយគ្នារយៈការប្រហែលជាមួយខែកន្លះគឺត្រឹមត្រូវគឺអត់មានលំអៀងការឈ្មោះភាពហ្នឹងគឺមកវាធ្វើការកងគេឲ្យធ្វើការពលកម្មសូនតូសូនតូឈ្មោះភាពឈ្មោះសឿនហ្នឹងក៏ដាំឆ្នាំឆ្នាំជក់ហ្នឹងដល់ពេលឆ្នាំជក់ហ្នឹងដល់គាត់ដាំកើតស្លឹកឆ្នាំហ្នឹងវាជ្រុះដល់ជ្រុះគាត់ក៏រើសស្លឹកឆ្នាំហ្នឹងទៅហាន់នឹងកត្រៀងខែតហ្នឹងលាយជាមួយគ្នាហ្នឹងយកមកហូបកំឡុងដល់ពេលបានមួយថ្ងៃគេហៅទៅប្រជុំគេថាក្នុងកងក្នុងក្រុមយើងនេះគឺមានអ្នកក្បត់មានខ្មាំងក៏ខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អីទេមិនចាប់អារម្មណ៍ថាគ្រាន់តែស្លឹកឆ្នាំប៉ុណ្្នឹងគេដល់ឆ្នាក់ក្បត់ដល់ឆ្នាក់អីទេក៏ខ្ញុំឃើញគេចាប់ឈ្មោះភាពនឹងឯងឈ្មោះសឿននឹងឯងដល់ពេលចាប់បញ្ជូនទៅបណ្ដាលទៅនឹងមុខខ្ញុំនឹងឈ្មោះភាពនឹងបានស្រែកប្រាប់ខ្ញុំថាបងខ្ញុំគេចាប់ទៅហើយគឺខ្ញុំស្លាប់ហើយព្រោះបងបានទៅដល់ផ្ទះម៉ែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងបាទបងបងប្អូនខ្ញុំផងថាខ្ញុំគេយកទៅសម្លាប់ហើយតែគេយកទៅសម្លាប់កន្លែងណាកន្លែងណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំខ្លាចដែរតែមាត់រោមួយម៉ាត់ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានមាត់រោដែរអាហ្នឹងខ្ញុំតាមដានទៅគឺគ្នាគឺគ្មានខុសអីទេព្រោះគ្នាទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃរាល់ខែមិនដែលឈប់ទេបើខុសខុសតែនឹងស្លឹកឆ្នាំមកស្លឹកនឹងឯងគឺពិតប្រកបគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រទាំងស្រុងគឺពិតប្រកបមកសូមអរគុណសូមអរយោបល់ចុះចាប់តាំងពីពេលដែលគេចាប់ភៀបនឹងសឿនហើយនឹងលោកមានដែរបានជួបភៀបនឹងសឿនទៀតដែរឬទេបាទចាប់ពេលថ្ងៃគេចាប់ទៅគឺបែកគ្នារហូតបាត់ឈ្មោះបាត់រូបទាំងអស់អត់ដែលបានជួបគ្នាទេខ្ញុំអស់យោបល់លោកថានៅក្នុងក្រុមនោះមានដល់12នាក់ដែលគេចាប់ហើយមិញហ្នឹងលោកទៅរាប់បាន2នាក់លោកនៅចាំឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៀតទេបាទខ្ញុំមិនចាំបានទេព្រោះក្នុងកងខ្ញុំនឹងវាបាត់12នាក់ក្នុងកងខ្ញុំវាបាត់ពីក្នុងក្រុមខ្ញុំបាត់2នាក់ក្រុមដតីទីបាត់2នាក់ដល់ពេលសរុបមនុស្សទៅវាបាត់12នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចាំឈ្មោះបានអស់ទេព្រោះដំណាក់កាលវាយូរទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមិនបានអស់ទេខ្ញុំគន់តែដឹងថាចំនួនក្នុងកងខ្ញុំនឹងវាបាត់12នាក់ក្រុមខ្ញុំក្នុងក្រុមខ្ញុំបាត់ឈ្មោះភៀបនិងឈ្មោះសឿននឹង2នាក់នឹងឯងសូមអរយោបល់ចាគុណលោកស័ក្តិសីអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីបន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ស្រាវផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ស័ក្តិសីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងឲ្យជាងគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអង្គឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកគឺសំខាន់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាក់សម្ណការនេះនឹងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ណការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រោកឈរ